có hướng tây biên so thì hầu rừng cái ngõ kia là một cái nơi cái sắp biên đầu rừng kia đã bà mà nên mà tập sọ lên bộ liên tục sọt là ao vi sinh tục sọt việc tây hồ miền nông nghiệp luôn. Thank you.
đó đại ca chim rút lắm.